Nấm và đồi mồi là những đốm nâu đen xuất hiện lấm tấm trên gò má gây mất thẩm mỹ cho phụ nữ. Nấm và đồi mồi đều là kết quả của sự rối loạn sắc tố melanin trên da. Các chị em phụ nữ đang loay hoay tìm phương pháp xử lý cho mình thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây. Phân biệt nấm và đồi mồi đơn giản nhất. Đồi mồi thì là những đốm có màu đỏ nâu, nâu đậm ở mu bàn tay, đôi mắt, gò má. Chúng thường xuất hiện ở độ tuổi ngoài 30. Còn với nấm thì lại là cả đốm và mảng màu nâu từ nhạt đến đậm. Nấm thường xuất hiện thành mảng màu từ nhạt đến đậm. Nấm thường xuất hiện ở mũi, hay gò má, cằm, môi, trán. Các cách trị nấm và đồi mồi. 1. Điều trị bằng công nghệ thẩm mỹ. Công nghệ này bao gồm điêu da, laser, đốt điện đối với nấm. Còn với đồi mồi, người ta thường sử dụng công nghệ ánh sáng. Phương pháp này can thiệp chuyên sâu trực tiếp vào da. Kết quả cao, loại chân nấm, trị nấm tận gốc. Tuy nhiên, chi phí của công nghệ này khá là cao và đòi hỏi chuyên môn từ người thực hiện. 2. Phương pháp thiên nhiên. Sử dụng các loại nguyên liệu phổ biến thường sử dụng như chanh, mật ong, yến mạch. Với nấm hay giống táo, dưa leo, hành tây với đồi mồi. Phương pháp này rẻ, tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả không cao, chỉ làm sáng da tạm thời. 3. Sử dụng kem bôi ngoài da. Đây là phương pháp được khá nhiều người sử dụng. Kem bôi có chứa các thành phần chuyên biệt hay tự nhiên được chiết xuất giúp gia tăng hiệu quả điều trị mà giá cả lại vừa phải, áp dụng được cho mọi đối tượng. Kem trị nám đồi mồi Cosme tác dụng 30g. Thông tin sản phẩm. Trọng lượng 30g. Xuất xứ Nhật Bản. Thành phần vitamin E, vitamin C, AHA, chống tia UV, nhân sâm, lô hội và các loại thảo dược thiên nhiên. Công dụng. Kem thẩm thấu sâu vào da, loại bỏ các loại nấm mốc, tàn nhang, giúp nhanh chóng làm mờ các vết nám đen trên da mặt của bạn. Kem còn ngăn ngừa mụn, làm trắng da và xe khít lỗ chân lông, giúp da bạn trắng hồng một cách tự nhiên. Cách sử dụng. Sau khi làm sạch da, lấy một lượng kem vừa đủ thoa mỏng lên mặt, massage nhẹ nhàng cho kem thẩm thấu hoàn toàn. Thường xuyên sử dụng vào buổi sáng và tối, bạn sẽ cảm nhận thấy làn da sáng dần lên từng ngày. Sử dụng COS hàng ngày, nám và đồi mồi không còn là nỗi lo. Chúc quý khách hàng luôn có được một làn da tươi sáng, khỏe mạnh nhất cùng COS.